Thầy có phải là thầy Thích Minh Tuệ không? Vâng. May có cơ duyên đang đi đường lại gặp thầy. Dạ. Thầy đi từ đâu về đây? Dạ, con đi từ Nha Trang tới. Vâng, con biết rồi, nhưng mà sáng nay thầy ở đâu đấy? À, ở bên kia cách thị trấn Bảo Lạc 5 cây. 5 cây à? Ở giờ ừ, mới đi tới đây, dạ. Con đi đường cũng chỉ tình cờ đi qua gặp thầy ấy, lại có ba thầy nhưng mà chả có gì đồ ăn cho thầy, thế con biếu thầy chai nước nhá. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Anh à, lại gặp thầy nhưng mà đi đường lại không có đồ ăn gì. Dạ, chỉ đi qua biếu thầy chai nước nhưng lại có ba sư thầy cơ. Vâng. Mình cứ tưởng có mỗi một mình thầy. Ờ, có hai thầy. Hay con biếu thầy ít tiền đi ăn nhá. À không, buổi trưa đi ăn cơm nhá. Con ăn cơm rồi, không nhận tiền. Không nhận tiền cả. Dạ. Bây giờ thầy đi đâu? Con đi về Hà Giang. Đi về Hà Giang à? Dạ. Con ở trên Hà Giang đấy, nhưng mà hôm nay con lại đi Cao Bằng mất rồi. Dạ, cho hai thầy đầu kia nước đi. Vâng. Bây giờ mình di chuyển đi đâu thầy? Con đi Hà Giang. À, đi Hà Giang, dạ vâng. Bây giờ nhà mình bằng cách ra đi đến 119 cây nữa. Dạ, bây giờ nhà mình đi Hà Giang, nhà mình phải ghi cột cờ Lùng Cú không thầy? Không biết được, cứ tới Nam Mô A Di Đà Phật. Đi Hà Giang để đi về. Biết thầy rất là nhiều trên các cái YouTube thôi. Vâng. Cũng không ngờ là tình cờ lại gặp thầy đây. Có cả YouTube cơ. Em xem trên TikTok anh ạ. TikTok xin lỗi. Mấy YouTube xin đi mấy ngày về rồi. Họ đi mấy ngày đấy, họ quay thích đi á. Dạ, tình cờ thì cũng biết nhiều rồi. Cái này cũng có duyên. Dạ. Để được gặp thầy đi đường. Vâng. Đúng không? Không nghĩ là sẽ gặp thầy. Vâng. Đi đường nhìn con quen mới nhận ra thầy. Con kể đúng không? Bảo là mình đi sang Cao Bằng là mình sẽ gặp thầy. Vì con là Hà Giang. Đó, hôm bữa có nói thì chú Tài này có nói là sẽ đi Cao Bằng có thể gặp thầy. Thầy đang ở Cao Bằng. Vâng. Không ngờ lại gặp thầy trên đây. Thầy ơi, nếu như mà thầy có đi qua Hà Giang á, thì cái nơi mà địa đầu Tổ quốc là Lũng Cú, huyện Đồng Văn là cái nơi mà đặt nét bút đầu tiên vẽ lên bản đồ Việt Nam á, là chóp hình chữ S thì nó sẽ nằm ở Lũng Cú, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, và ở đấy cũng đang xây dựng một ngôi chùa của Lũng Cú khá là lớn đấy thầy ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Lấy mấy chai nước lên xe. Chị hiểu trên TikTok thì cũng biết thầy là chúng ta hình như là một giảng viên của trường đại học mà. À không, giảng viên là thầy Ngô Trạch. Thầy gác con. Vâng, đang ở trong Nha Trang. Thầy trước làm địa chính rồi. Dạ đúng rồi, con thầy trước làm đất đai. Còn thầy kia là giảng sư đại học. Dạ, đúng rồi, có một thầy nữa là giảng sư. Dạ, đúng rồi, chị thầy.